Đừng để ai đó nói rằng bạn không thể làm được. Có một câu nói mà Quân vẫn luôn mang theo bên mình cho đến tận bây giờ, đó là mỗi người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn chỉ đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây, cả đời nó sẽ tin rằng mình thật ngu ngốc. Tất cả chúng ta đều đặc biệt theo cách này hay cách khác. Không ai sinh ra đã là thiên tài, không ai sinh ra đã là huyền thoại. Quá trình bước lên đỉnh vinh quang đó của mỗi người là một khác nhau, chỉ giống nhau một điều, đó là họ đều trải qua những vấp ngã, những đắng cay của cuộc đời. Bạn có biết Thomas Edison không? Ông đã từng bị đuổi học ngay từ khi còn nhỏ vì thầy cô cho rằng ông là một đứa trẻ thiểu năng. Hay như Henry Ford chẳng hạn, huyền thoại của thế kỷ 20, người đã đi lên từ thất bại này đến thất bại khác, ngay cả khi độ tuổi gần đất xa trời, nhưng ông vẫn không ngừng cống hiến học hỏi. Chúng ta có thể thất bại, có thể vấp ngã, cũng có thể đôi lúc nào đó tuyệt vọng, bế tắc, nhưng đừng bao giờ mất niềm tin vào chính bản thân mình. Nếu bạn muốn vào một trường đại học danh giá, làm ơn hãy bỏ ngoài tai sự ngờ vực từ những người xung quanh đi, bởi vì chỉ có bạn mới biết rằng mình có thể làm được điều đó. Nếu bạn muốn theo đuổi một ngành nghề nào đó mà bị bố mẹ ngăn cản, thì đừng vội nản lòng hay từ bỏ. Thay vào đó, hãy dũng cảm chiến đấu cho giấc mơ của mình và chứng minh cho bố mẹ thấy bạn giỏi nhường nào. Thành công đến từ sự nỗ lực của chính mình, chứ không phải đến một cách ngẫu nhiên.